Chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng sẽ cần rất nhiều nỗ lực, thời gian và tiền bạc để trở nên khỏe mạnh. Nhưng trên thực tế, bạn chỉ cần áp dụng một số mẹo nhỏ thôi là cuộc sống của bạn đã trở nên tuyệt vời và dễ dàng hơn rất nhiều rồi đấy. Bạn có bao giờ nghĩ rằng nước ép nho có thể trị đau nửa đầu hay kem đánh răng có thể làm trắng móng tay? Nghe thật điên rồ đúng không nào? Thế nhưng, những mẹo ấy là rất hữu hiệu đấy. Cùng xem tiếp video để biết 5 mẹo đơn giản giúp bạn trở nên tuyệt vời hơn mỗi ngày nhé. 1. Nước ép nho giúp trị bệnh đau nửa đầu. Chứng đau nửa đầu xảy ra chủ yếu là do sự mất cân bằng các chất hóa học trong não như serotonin, và đó là lý do tại sao nước ép nho hữu hiệu trong hoàn cảnh này. Nước ép nho không có công dụng giảm đau, nhưng nó giúp bạn phòng ngừa các cơn đau, bởi vì nho rất giàu vitamin C, vitamin E và vitamin B2, hay còn được gọi là riboflavin, giúp duy trì các tế bào máu khỏe mạnh, tăng cường năng lượng, tạo điều kiện trao đổi chất lành mạnh, ngăn ngừa tổn thương như các gốc tự do gây ra. Các bác sĩ thường kê toa riboflavin với liều cao 400mg để điều trị bệnh đau nửa đầu. Vì thế, nếu bạn đang gặp phải căn bệnh này thì hãy thử uống nước ép nho nhé. 2. Cá hồi giúp tóc chắc khỏe và sáng bóng. Nếu bạn đã từng chi rất nhiều tiền để đi các salon làm tóc nhưng tình trạng tóc yếu, tóc gãy rụng vẫn chưa được cải thiện thì hãy bổ sung cá hồi vào thực đơn của mình ngay đi nhé. Bởi vì cá hồi rất giàu vitamin D và axit béo omega 3. Đây là những chất dinh dưỡng thiết yếu giúp giữ ẩm cho tóc và da đầu. Omega 3 còn có đặc tính chống viêm nên có thể giúp mở các nang tóc để thúc đẩy các tế bào tóc tăng trưởng khỏe mạnh. 3. Giảm cân nhờ uống nước chanh muối. Chanh chứa khoảng 5% axit citric, vitamin C, chất xơ hòa tan, dinh dưỡng và các chất khoáng. Uống một ly nước chanh muối loãng sẽ giúp bạn giảm ngay nửa cân vào buổi sáng, bởi vì hiệu quả đào thải độc tố và cặn bã khỏi hệ tiêu hóa. Lưu ý, do nồng độ axit cao nên cách giảm cân này không phù hợp với những người có vấn đề về hệ tiêu hóa và huyết áp thấp. 4. Làm trắng răng bằng trái cây. Những thói quen hàng ngày của chúng ta như uống cà phê hay hút thuốc lá giúp duy trì sự tỉnh táo trong công việc, nhưng vô tình sẽ để lại những vệt ố vàng trên răng. Chẳng cần phải tốn nhiều tiền đi tẩy trắng răng, mà những loại trái cây bạn ăn hàng ngày cũng có thể giúp làm trắng răng đó. Táo không chỉ ngon và bổ dưỡng, mà còn có thể hoạt động như một chất tẩy trắng răng tự nhiên, vì khi ăn táo, chúng ta sẽ tiết ra nhiều nước bọt hơn và nhờ đó làm sạch răng miệng. Bên cạnh đó, vitamin C và axit có trong táo cũng đem đến nhiều công dụng hiệu quả, giúp hàm răng trở nên trắng sáng và đều màu hơn. Ngoài ra, cam và dâu tây hoặc bất kỳ loại trái cây nào khác có vị chua cũng có thể giúp làm trung hòa độ axit trong miệng. Axit chính là một trong những nguyên nhân gây ra sâu răng đó các bạn. 5. Làm trắng móng tay bằng kem đánh răng. Móng tay có chứa nhiều canxi và các thành phần khác tương tự như hàm răng của bạn. Vì thế, một số chất tẩy rửa dành cho răng cũng có tác dụng hiệu quả khi áp dụng lên trên móng tay hay móng chân. Kem đánh răng ngoài giúp làm trắng và bảo vệ răng của bạn, nó còn có công dụng tương tự đối với móng tay, bởi vì cả răng và móng tay đều chứa keratin. Cách thực hiện cũng rất đơn giản. Bạn thoa một ít kem đánh răng lên trên móng tay, sau đó dùng bàn chải chà sạch rồi rửa lại với nước là được. Trên là 5 mẹo mà mình tin chắc sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng và tuyệt vời hơn. Bạn thấy mẹo nào hữu ích nhất với bạn? Hãy comment cho Bách Hóa Xanh biết nhé. Nếu bạn thấy video này có ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều video hay sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả nhà yêu ơi, nếu yêu thích video của Bách Hóa Xanh thì hãy like, share, subscribe kênh và nhấp vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Thank you.